Khi nhắc đến thầy trò Đường Tăng, khán giả sẽ nghĩ ngay đến Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng. Tuy nhiên, Đường Tăng vẫn còn một đồ đệ nữa cũng góp công quan trọng trong quá trình sang Tây Thiên Thính Kinh, đó chính là Bạch Long Mã. Trong bộ phim Tây Du Ký bản 1986, người thủ vai Bạch Long Mã là nam diễn viên Vương Bá Chiêu. Dù thời lượng lên sóng khiêm tốn, nhưng Vương Bá Chiêu vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi ngoại hình khôi ngô tuấn tú. Vương Bá Chiêu sinh năm 1957 tại Nam Kinh, tốt nghiệp từ khoa diễn xuất, Học viện Sân khấu Thượng Hải. Trong số dàn diễn viên Tây Du Ký 1986, ông được đánh giá cao về học vấn. Được biết, Bạch Long Mã từng tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 1982. Đây là ngôi trường nghệ thuật nổi danh hàng đầu tại Trung Quốc, cùng với Học viện Hí kịch Trung ương, Học viện Hí kịch Thượng Hải là hai ngôi trường đào tạo hí kịch nghệ thuật hàng đầu tại đất nước tỷ dân. Mỗi năm, lượng thí sinh đăng ký thi vào trường đều rất nhiều, nhưng tỷ lệ đỗ không cao bởi trường có quá trình tuyển sinh vô cùng nghiêm ngặt, khó khăn. Được biết, rất nhiều thế hệ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc từng là sinh viên của trường này, tiêu biểu như Lục Nghị, Hồ Ca, Hàn Tuyết, Nhiếp Viễn, v.v. So với Đường Tăng từ Thiếu Hoa có hai bằng đại học, Đường Tăng Uông Việt được phong hàm giáo sư tại khoa đạo diễn của Học viện Sân khấu Trung Quốc, thì Bạch Long Mã Vương Bá Chiêu được xem là có học vấn không hề thua kém. Năm 1984, nam diễn viên nhận được lời mời đóng Tây Du Ký của đạo diễn Chiêu Khiết. Bắt đầu, ông nghĩ mình sẽ được giao vai Đường Tăng, nào ngờ vai diễn ông đảm nhận lại là Bạch Long Mã. Khi biết mình chỉ xuất hiện trong 3 tập phim, Vương Bá Chiêu từ chối ngay bởi khi đó ông đã là ngôi sao nổi tiếng, được nhiều đạo diễn săn đón. Tuy nhiên, vì đạo diễn hết lòng thuyết phục lại đưa ra mức thù lao lý tưởng, nam diễn viên cuối cùng cũng đồng ý. Không phụ sự kỳ vọng của bà Dư Khiết, nhân vật Bạch Long Mã do Vương Bá Chiêu hóa thân được khán giả ca ngợi là đệ nhất Mỹ Nam Tây Du Ký. Đây cũng là vai diễn đế đời trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Bá Chiêu. Sau nhiều năm trả lời phỏng vấn, ngôi sao Tây Du Ký tiết lộ, thời điểm đó cách xê mà ông nhận được cho vai diễn của mình là 5.000 nhân dân tệ một tập, tương đương 17,5 triệu đồng. Như vậy sau 3 tập phim, Vương Bá Chiêu đã thu về 15.000 nhân dân tệ, 53,5 triệu đồng. Khoản thu lâu nay bằng cách xê đóng phim suốt 6 năm ròng rã của Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng. Scandal ồn ào với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong. Thành công vang dội của Tây Du Ký đưa tin tuổi nhiều diễn viên bay cao bay xa, trong đó có Vương Bá Chiêu. Sau vai diễn Bạch Long Mã, sự nghiệp của ông càng được trải hoa hồng. Nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng Trung Quốc thời bấy giờ như Số phận của một người con gái, Thanh Thủy Loan Đạm Thủy Loan, Hiệp nữ Thập Tam Muội. Tuy nhiên, cuối thập niên 90, khi tiền đồ đang rộng mở, Vương Bá Chiêu bất ngờ có một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời, đó là sang Mỹ tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng, tài xứ Cờ Hoa, rào cản ngôn ngữ và văn hóa đã khiến nam diễn viên gặp muôn vàn khó khăn. Không thể tiếp cận thị trường Hollywood, Vương Bá Chiêu đành kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng những công việc làm thêm ở các nhà hàng. Sau một thời gian sống lưu lạc xứ người, Bạch Long Mã quyết định về nước. Tuy nhiên lúc này, danh tiếng của ông đã không còn như xưa. Thay vì được săn đón, ngôi sao Tây Du Ký phải nhận đóng các vai phụ mờ nhạt, ít đích diễn. Năm 2004, Vương Bá Chiêu bất ngờ được nhắc nhiều trên mặt báo, nhưng không phải vì có tác phẩm đặc sắc, mà do vụ scandal chấn động với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong. Cụ thể, nam diễn viên sinh năm 1957 đã lên tiếng, tố cáo hai tài tử Hồng Kông cố ý hành hung, gây thương tích cho ông trên phim trường Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Vương Bá Chiêu cho biết, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong vốn đã ngứa mắt với ông từ trước nên mượn cảnh quay võ thuật để xử lý ông. Theo một số thông tin, nguyên nhân vụ ẩu đả là do trước đó Vương Bá Chiêu xảy ra xung đột với một nhân viên hóa trang. Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong muốn tìm lại công bằng cho đồng hương nên đã ra tay trả thù. Tuy nhiên, Vương Bá Chiêu sau đó phủ nhận chuyện này. Vụ phim giả đánh thật này khiến Vương Bá Chiêu phải nhập viện điều trị và bị thương ở mặt, đùi trái, thận trái và nhiều chỗ khác trên cơ thể. Trước cáo buộc của Vương Bá Chiêu, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong một mực phủ nhận. Hai tài tử này còn đến bệnh viện để thăm ngôi sao Tây Du Ký. Dù vậy, Vương Bá Chiêu vẫn kiên quyết kiện họ ra tòa và đòi bồi thường mức 40.000 nhân dân tệ, khoảng 140 triệu đồng. Tuy nhiên, đơn kiện của ông bị tòa án bác bỏ vì không đủ chứng cứ cụ thể để định tội. Kết hôn tới 3 lần, về già phải mở cửa hàng bán thịt gà ngỗng. Không chỉ có sự nghiệp nhiều thăng trầm, đường tình duyên của Vương Bá Chiêu cũng khá lận đận. Ông từng kết hôn tới 3 lần. Năm 26 tuổi, Vương Bá Chiêu kết hôn với người vợ đầu tiên là diễn viên Ân Tân. Một năm sau đám cưới, Ân Tân mang thai. Tuy nhiên vì đang trên đỉnh cao sự nghiệp nên cô nghe lời cha mẹ phá thai. Cũng từ đó, sức khỏe của Ân Tân ngày càng yếu dần đi. Sau này, cô mang bầu thêm 6 lần nữa nhưng đều bị sảy thai. Là con trai một trong nhà, cần có người nói giỏi tông đường nên Vương Bá Chiêu đành ly hôn vợ trước áp lực của cha mẹ. Sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, Vương Bá Chiêu sang Mỹ định cư và kết hôn với một nữ doanh nhân. Cả hai có với nhau một cậu con trai. Song cuộc hôn nhân này cũng sớm tan vỡ vì vợ hai không muốn cho Vương Bá Chiêu tiếp tục nghề diễn mà chỉ muốn ông ở nhà trông con. Sau này về nước, Vương Bá Chiêu quen Bách Kinh Mai, nhưng vì lúc này bà đã có gia đình nên cả hai chỉ coi nhau như bạn bè. Khi nam diễn viên nhập viện vì vụ việc với Tạ Đình Phong và Trương Vệ Kiện, bà Bách Kinh Mai là người duy nhất tới chăm sóc ông. Năm 2007, sau khi bà Bách Kinh Mai ly hôn chồng, hai người đến với nhau, họ sống bên nhau từ đó cho đến tận bây giờ. Hiện tại, Vương Bách Chiêu đã bước sang tuổi 64, ông vẫn đóng phim và tham gia một số show truyền hình, nhưng số lượng không nhiều. Để có thêm thu nhập, nam diễn viên mở một cửa hàng thực phẩm, chuyên bán thịt ngan ngỗng muối các loại.
Chia sẻ với chúng tôi, quản lý của Lục Tiểu Linh Đồng, một người bạn khá thân thiết với Vương Bách Chiêu cho hay, công việc kinh doanh của nam diễn viên Tây Du Ký không quá phát đạt, doanh thu mỗi ngày chỉ ở mức bình thường. Dù vậy, Vương Bách Chiêu vẫn hài lòng với mức thu nhập này. Ngoài ra, trong cuộc sống đời thường, Vương Bách Chiêu còn có niềm đam mê đặc biệt với thư pháp. Ông là thành viên của Hiệp hội Thư pháp gia, Viện sĩ và thư ký của Viện Thư họa Trung Quốc.